Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Ra khỏi đó, nhóm Pharisêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó, dừng chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: đây là người tôi trung ta đã tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người, ta cho thần khí ta ngự trên người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân, người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng sự phú phường. Cây lâu bị dập, người không đành bẻ cấy, tiên đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người. Suy niệm: thời Xuân Thu Chiến Quốc, nước Sở và nước Lương có chung biên giới để trồng dưa. Người bên nước Lương vương sát chăm chỉ nên dưa tốt quả nhiều. Người bên nước Sở vì lười làm biến tướng nên da xấu quả ít. Quan huyện Sở tại nước Sở thấy vậy thì lấy tức giận lắm. Những người trồng dưa bên Sở thấy vậy cũng đem lòng kèn két, túi túi lẻn sang nhổ cây vứt lá, làm cho dưa bên Lương đang tốt tươi bỗng trở nên héo hon và sơ xác. Những người trồng dưa bên Lương trình biết, bèn trình báo lên quan Sở tài của mình, và cũng trắc tâm sang phá dưa bên Sở để trả thù. Nhưng quan Sở tài của nước Lương là người thâm trầm, liền can ngăn và bảo: nếu lấy ác mà xử lại thì chỉ là cách gây thù chuốc oán, xem mầm loạn lạc binh đao. Cho nên thay vì trả thù, ta cứ lẳng lặng sang phí dưa cho họ, đó mới là thiện chí. Một thời gian sau, dưa bên nước Sở xanh tốt quả nhiều. Dân nước Sở lấy làm lạ, cũng để ý trình rập mới hay, người bên Lương sang tưới dưa cho mình. Quan bản địa có ý thệ, việc đó đến tai vua Sở. Vua Sở lấy làm xấu hổ và nghĩ rằng ngoài cái tội phá dưa của người, chắc còn những việc khác gây thù oán. Vua Sở bèn xuống trách cứ quan huyện, khuyến cáo dân chúng nước Sở, rồi viết thư sai sứ giả sang nước Lương xin lỗi, tỏ lòng hiếu hòa ban giao. Thế là hai nước giữ được sự bình yên lâu dài. Bài tin mừng hôm nay nhấn mạnh đến hai chi tiết. Một bên là những người Pharisêu chống đối Chúa hợp nhau lại để tìm cách bắt Ngài. Trong khi đó thì dân chúng lại theo Chúa rất đông, và những người bạn được chữa lành. Bị chống đối nơi này, Chúa Giêsu đi nơi khác và tiếp tục sứ mạng của mình. Chúa không ngừng thi ân, mặc dù có những kẻ khước từ không nhìn nhận những ân ban đó. Rồi nghe những lời trích từ sách ngôn sứ Isaiah nói về người tôi tớ hiền lành của Thiên Chúa được áp dụng cho Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta có thể lưu ý đến những lời nói về Chúa Giêsu như là kẻ luôn trung thành làm chứng cho sự thật: ta sẽ cho thần trí ngự trên người, và người sẽ trao giảng sự thật cho các ông. Người sẽ không cãi cọ, không có những hành động bạo lực. Cây sậy đá dập, người không bẻ đi, cho đến khi người đem sự thật đến chỗ toàn thắng. Thái độ bất bạo động đó làm cho Ngài rất giống hình ảnh người tôi tớ hiền lành mà Isaiah đã tiên báo. Ngài sẽ không cãi vã, không to tiếng, chẳng ai nghe thấy Ngài lên tiếng giữa phố phường. Cây lâu bị chập, Ngài không đành bẻ cẩy, tiên đèn leo lét, Ngài không ngỡ tắt đi. Lời Chúa hôm nay
muốn mời gọi chúng ta hãy sống yêu thương, nhân từ và kiên nhẫn, không vì ghen tức mà tìm cách hại người khác chỉ vì việc tốt họ đã làm, cũng không vì ích kỷ đến độ thấy người khác tốt lành hơn, nhân hậu hơn, làm được nhiều việc tốt hơn mà sinh lòng ác độc đối với anh chị em chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, hình ảnh Chúa hiền hậu, khiêm nhường và hết lòng yêu thương luôn là lời mời gọi cho chúng con noi theo. Xin Chúa cho chúng con trở nên những con người thánh thiện, luôn biết yêu thương người khác. Amen.